ta cùng đến với Q&A số 47, chương trình đầu tiên của năm mới. Mở đầu xin kính chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, mọi sự như ý. Chúng ta luôn luôn đồng hành với nhau một cách vui vẻ. Tôi đến với câu hỏi đầu tiên của Trung Trung cũng liên quan đến năm mới. Chào chú Huy, rất đặc biệt khi mà Q&A số này phát sóng vào những ngày đầu năm mới. Trong sự nghiệp bình luận của mình, chú đã bao giờ bình luận vào thời điểm giao thừa chưa? Cảm giác đó thế nào? Chúc chú dồi dào sức khỏe. Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã có 3 lần bình luận vào đêm giao thừa. 2 lần là bóng đá Anh và 1 lần là giải Tây Ban Nha. Với nghề của tôi, công việc của một phóng viên, của một người quản lý, của một bình luận viên, thì nghề truyền hình, nghề báo chí nói chung là bất kể giờ giấc, chúng tôi hoạt động theo sự kiện. Ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết mà có sự kiện thì vẫn phải hoạt động thôi. Và cá nhân tôi khi bước chân vào con đường này thì cũng đã có lựa chọn, tức là mình chấp nhận như vậy. Cảm giác của tôi khi mà xong việc, tôi thường đi về và thường là trên đường về nhà, tôi ngược chiều với những người mà đang đổ về trung tâm. Làm xong việc trong một thời khắc đặc biệt như vậy thì cảm giác rất là thư thái. Tôi sẽ đi chậm rãi để mà ngắm dòng người, sau đó về nhà và có thể ăn nhẹ một cái gì đó với gia đình, tận hưởng không khí của mùa xuân. Ngoài cái việc trực sóng, ngoài cái việc tường thuật thì tôi cũng đã từng đi dẫn cầu truyền hình vào đêm giao thừa. Cũng là cảm giác đặc biệt đi qua nhiều điểm và có cái trải nghiệm. Tôi nhớ là thời điểm đó thì cái truyền hình vệ tinh này chưa phát triển lắm đâu, phải có những thiết bị rất đặc biệt để mà đi đến đâu thì chúng ta có thể trực tiếp ngay ở đó. Thì cái cảm giác khám phá thêm về kỹ thuật nó cũng là một cái rất là hay. Cũng hy vọng là mặc dù là ở độ tuổi này rồi U50 nhưng mà tôi vẫn sẽ có những cơ hội để mà hoạt động, có những cái tác nghiệp trong dịp giao thừa. Bởi vì là nói vậy thôi chứ khi mà chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì con người rất là thảnh thơi và chúng ta vẫn có những ngày nghỉ cùng với gia đình của mình, sẽ có những chuyến đi nghỉ trong dịp Tết chẳng hạn. Nói chung là cuộc sống của tôi là như vậy. Có thể là với nhiều người cái việc mà phải làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết là áp lực, nhưng với tôi thì nó không như vậy. Câu hỏi tiếp theo của Huy Phạm. Chào anh Huy, Manchester United đang thi đấu rất lên chân. Anh cho em hỏi Quỷ Đỏ cần bổ sung vị trí nào để đua vô địch Ngoại hạng Anh. Với MU thì phải nói rất là phấn khởi khi mà gần đây đội bóng khởi sắc. Dường như việc bị loại khỏi cúp châu Âu giúp cho đội bóng của Solskjaer tập trung hơn vào đấu trường trong nước. Với tôi thì MU vẫn phải có một trung vệ tốt. Hy vọng là trong kỳ chuyển nhượng mùa đông họ sẽ có thêm một người đá cặp với Maguire. Thực ra Maguire không phải là cầu thủ bình thường, với nhiều người là tầm thường, thì tôi cho rằng là không phải như thế đâu. Maguire là một cầu thủ giỏi. Chúng ta nếu mà xét những cái lỗi của anh ấy mắc phải là không nhiều đâu. Anh ấy về cơ bản là vẫn đang trên đà tiến bộ và thi đấu kín kẽ, rất là bền bỉ, một cái gì đấy nó dai dẳng và rất là tập trung. Tất nhiên là trong một hệ thống chưa tốt thì đôi lúc vẫn có cái sai lầm theo hệ thống. Với Lindelof thì vậy thôi, khả năng vậy thôi. Bailly thì hay chấn thương. Những người khác thì đều không ổn định và tôi vẫn cho rằng phải có một người tốt đá cặp trung vệ với Maguire thì hàng thủ MU mới thực sự tin cậy. Rất may là gần đây De Gea vững vàng trong bộ môn và trận nào cũng cứu thua. Thế còn các vị trí khác, tôi nghĩ rằng là Pogba nên có cái giải quyết một cách triệt để đi. Pogba gần đây thì những lúc có mặt trên sân vẫn thể hiện được những cái đường nét tài hoa, vẫn có những cái pha bóng, những cái cú sút, nhưng mà cái cảm giác là hết mình đến tận cùng chúng ta không thấy được. Và tôi nghĩ rằng là Solskjaer nên giải quyết trường hợp Pogba. Một yếu tố nữa là tôi cũng mong Solskjaer trong cái đà này thì có cái tập trung, được ủng hộ rất là lớn rồi, 2 năm làm việc rồi thì sẽ có những tiến bộ, sẽ có những phát triển trong sự nghiệp của quân. Chứ thực sự đến lúc này thì nhiều người vẫn đặt cái dấu hỏi. Và chúng ta hãy nghĩ xem, nếu như Solskjaer chẳng may bị sa thải khỏi MU thì liệu có câu lạc bộ lớn nào đưa Solskjaer về không? Đây là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Thực tế là với tình trạng hiện nay của Manchester United, tôi nghĩ rằng là họ nên tính toán cụ thể trong từng trận đấu. Với chức vô địch Ngoại hạng Anh thì tôi cảm giác là Liverpool và Man City vẫn là hai đội có nhiều đường nét, có cái sự ổn định để mà đua tranh nhiều hơn. MU thì có thể là một cái nhân tố bất ngờ, cờ đến tay sẽ phất, nhưng mà có lẽ là nên tính toán cụ thể từng trận đấu một hơn là đặt mình vào vai trò một đội có thể đua vô địch ở thời điểm này. Câu hỏi thứ ba của chương trình, bạn Tuấn Trần. Em chào anh Huy, vừa qua theo dõi hai trận đấu giữa tuyển và U22 thì em nhận thấy một điều là Quang Hải chúng ta mặc dù thời gian trước chấn thương nhưng bây giờ đã trở lại rất là mạnh mẽ. Anh so sánh thế nào ở giữa Quang Hải và Bruno Fernandes của Manchester United? Đây là một ý rất là thú vị của bạn Tuấn Trần. Cả hai đều là những vị trí tấn công, vừa có thể kiến tạo, vừa khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và cũng có thể dứt điểm tốt. Cái khác biệt đầu tiên là Quang Hải thuận chân trái, còn Bruno Fernandes thuận chân phải. Với Quang Hải thì anh đá đội tuyển luôn luôn có cái tỏa sáng. Ở câu lạc bộ thì Văn Quyết vẫn là người nắm giữ cái chìa khóa lối chơi.
Với Bruno Fernandes thì anh ấy, chúng ta thấy anh ấy rất là thiên về cái vai trò nhạc trưởng. Quang Hải thì cái phạm vi không phải là một nhạc trưởng, toàn năng đó nhưng mà không phải là một cái người dắt lối chơi. Trong khi đó Bruno thì MU tấn công bóng qua chân anh ấy rất nhiều. Bruno Fernandes thì tỏa sáng ở câu lạc bộ nhưng mà ở đội Bồ Đào Nha thì anh ấy chưa phải là một nhân vật thật sự quan trọng, bởi vì vẫn còn đó CR7 và những người khác kinh nghiệm hơn. Tóm lại là bạn đã gợi ra một cái ý rất là hay, và chúng ta có thể sẽ theo dõi thêm để mà cùng hoàn thiện những cái đáp án trong cái câu hỏi này, bởi vì cả hai đều vẫn đang trên đà phát triển. Với Bruno thì anh ấy thực sự là có một năm 2020 quá thành công. MU đến lúc này được như thế là công rất lớn của Bruno Fernandes. Còn Quang Hải thì thường là trong một năm anh ấy có xu hướng bắt nhịp hơi chậm, nửa cuối năm thì chơi tốt. Còn có thể là bởi cuối các cái năm trước ấy, lịch thi đấu đội tuyển dày, thành ra anh bắt đầu năm mới tương đối là chậm. Dù sao thì đây cũng đều là những con người rất là đáng quý. Tất nhiên Bruno thì trình độ cao hơn, bởi vì đây là đẳng cấp châu Âu, đẳng cấp thế giới. Quang Hải là cầu thủ mà phải nói bóng đá Việt Nam chúng ta cũng tự hào là lâu lâu mới có một người đá chân trái lại hay như vậy. Tóm lại cả hai đều là những niềm tự hào, và các đội tuyển, các câu lạc bộ có họ thì người ta nói rằng là đôi khi phụ thuộc vào Quang Hải hay phụ thuộc vào Bruno thì cũng phải thôi, bởi vì có những con người quý báu như vậy thì người ta tội gì mà không trông vào. Tất nhiên là khi họ vắng mặt thì phải tìm phương án khác, nhưng mà có những người như vậy thì rất là hữu hiệu cho câu lạc bộ của mình. Cả hai đều vẫn đang hoàn thiện những kỹ năng. Câu hỏi tiếp theo của Lê Hải: xin anh Huy cho ý kiến về việc tại sao thế kỷ 21 ở mới chung gần 20 năm nhưng mà Cristiano Ronaldo đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trong cái giải thưởng Global Soccer Award. Đây có phải là điều vô lý không khi mà thế kỷ còn tận 80 năm nữa? Có thể là từ cái trường hợp của thế kỷ 20, những cái so sánh qua thời gian nó rất là khó. Ngay cả Pele và Maradona thì chưa phải là quá cách xa, nhưng mà người ta luôn luôn nói rằng là so sánh hai con người này giống như là hổ với sư tử, không thể nào giải thích một cách thấu đáo được. Bởi thế mà người ta đặt ra một cái mốc 20 năm. 20 năm là vài ba thế hệ thì cũng phần nào đó đủ để mà so sánh một cách tương đối, chứ còn xa thì khó. Thì có thể là bóng đá hiện nay cái vòng quay nó gấp gáp hơn. Chúng ta thấy là các huấn luyện viên như hiện nay là làm 4-5 năm ở một đội cũng đã là lâu rồi. Vì thế người ta có thể coi 20 năm là một cái mốc để mà so sánh một cách tương đối trong cái phạm vi này. Cá nhân tôi, một người làm truyền thông thì tôi nghĩ rằng là cái cách này nó có lý của nó. Chứ còn trước đây thì cả một thế kỷ so sánh hoặc là 20 năm so sánh thì đã gây ra những cái mâu thuẫn. Như hiện nay thì nó sẽ hội tụ hơn, ý kiến đánh giá nó tập trung hơn. Còn 80 năm nữa, nhưng mà chúng ta cũng ghi nhận CR7 là người hay nhất trong 20 năm đầu tiên của thế kỷ. Cũng giống như là Việt Nam trước đây đã có những cái giải thưởng, ví dụ báo Lao Động là đã từng tôn vinh cầu thủ hay nhất trong quãng thời gian mà bắt đầu có giải đấu quốc gia của Việt Nam sau năm 1975 cho đến năm 90, và Cao Cường là người được bầu chọn là hay nhất. Thì ý kiến không có trái chiều gì cả, bởi vì quãng thời gian ngắn người ta có thể có những cái kiểm chứng, có thể đối chiếu một cách tương đối, thì tôi cho rằng là có thể quan điểm như vậy. Rất nhiều khả năng là sau khi đã xảy ra nhiều cái tranh cãi trong việc bầu chọn với một quãng thời gian rất là dài, thì người ta đã vinh danh CR7 và đặt ra cái mốc 20 năm dành cho Global Soccer Award. Câu hỏi thứ 5 của chương trình, bạn Thẩm Hoàng: em Tránh Huy, năm 2021 là một năm bận rộn của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, từ U cho đến đội tuyển. Là một huấn luyện viên thâm niên, anh có thể nhận xét gì về cơ hội bảo vệ chức vô địch của Việt Nam tại AFF Cup, tại SEA Games và cơ hội ở vòng loại World Cup? Tôi nghĩ rằng là cả ba sân chơi chúng ta đều có nguyên cơ hội, bởi vì là thực tế Việt Nam có may mắn là chúng ta đẩy lùi được Covid-19, các giải đấu bóng đá vẫn hoạt động, và về cơ bản cầu thủ nhà mình là không đá quốc tế nhưng mà vẫn bảo đảm trạng thái rất là tốt. Mùa giải mới sắp khai diễn rồi, vì thế mà anh em sẽ bước vào các trận đấu đội tuyển khi mà đã được hâm nóng với V-League cũng như là hạng nhất của mùa giải 2021. Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi, và vừa rồi chúng ta có một cái đợt tập trung U22 thì tập trung đến 3-4 đợt trong năm 2020. Đội tuyển thì mới có một đợt tập trung nhưng mà cũng rất là bổ ích, và đội tuyển cùng với U22 đã có hai trận giao đấu rất là sôi nổi, tạo ra một cái hứng khởi cũng như là cạnh tranh. Tôi cho rằng năm 2021 nếu mà dày đặc thì chúng ta có thể phân ra những thế độ khác nhau. Những cầu thủ trẻ tài năng đá cho U22 tại SEA Games, và nếu mà chồng chéo với AFF Cup hoặc là vòng loại thì chúng ta có hẳn đội lớn để mà thi đấu vòng loại. Tôi tin tưởng bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh một cách toàn diện, và cả cầu thủ trẻ cũng có nhiều đất để mà phô diễn, cũng như những cầu thủ lớn thì về cơ bản chúng ta có bộ khung cứng cáp nhưng mà chưa phải là nhiều tuổi. Bởi thế có thể phân sức ra và thành công ở cả AFF Cup, SEA Games cũng như là vòng loại của World Cup.
Câu hỏi tiếp theo của An Phong: theo anh thì huấn luyện viên Lampard sẽ phải làm gì để Chelsea thoát khỏi gian lận khủng hoảng này? Cặp đôi Werner và Havertz liệu có thể nghỉ được không? Em thấy là Chelsea phụ thuộc rất nhiều vào Hakim Ziyech. Ziyech chấn thương là Chelsea đá như vô hồn. Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe. Gần đây cái sự hòa nhập của họ, lúc đầu thì có thể là đồng đội hướng về họ và có những cái ưu ái, nhưng mà sau đấy thì khi mọi chuyện nó vào form, ai biết việc đấy thì cảm giác rằng là không còn cái sự ưu ái nữa, và Kai Havertz cũng như là Timo Werner là bị rớt phong độ. Đã có một số trận đấu ở đây Lampard để cho cả hai ngồi dự bị, buộc phải dùng những con người cũ, và đúng là phụ thuộc rất nhiều vào Hakim Ziyech. Tôi cho rằng Lampard là một người bản lĩnh, dám làm, dám chịu. Có thể là không dùng được Kai Havertz và Timo Werner thì sẽ phải thay đổi lối chơi. Một số trận ở đây là hơi cứng, tức là không có những con người này nhưng mà cái cách vận hành vẫn như cũ, thì tôi nghĩ rằng Lampard phải uyển chuyển hơn. Có những con người khác thì lối chơi nó phải khác đi, và nếu cần nên mạnh dạn để Werner cũng như là Kai Havertz nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại nghỉ ngơi để mà họ làm mới mình, cũng như là đá liên tục thì có thể nó dẫn đến hình trạng chai sạn khi mà họ chưa có được cái trang bị nhiều về kinh nghiệm. Thành ra tôi cho rằng là đây hoàn toàn là do vấn đề xử lý Lampard thôi, chứ còn tôi vẫn nghĩ Lampard là huấn luyện viên giỏi và Chelsea là đội bóng lực lượng dày, có thể để cho hai tài năng người Đức người ta nghỉ ngơi, sau đó trở lại người ta sẽ mạnh mẽ hơn. Câu hỏi tiếp theo của Sơn Vũ: chào chú Huy, chú cho hỏi là nếu ông Phan Thanh Hùng về Bình Dương, không phải là nếu nữa mà là về rồi, thì liệu có thể phát huy hết khả năng của Tiến Linh không? Với chiến thuật của ông Phan Thanh Hùng thì ông ấy liệu có thể góp phần giúp cho Tiến Linh tỏa sáng một cách liên tục và thành công hơn nữa ở đội tuyển không? Tôi hoàn toàn tin tưởng việc Tiến Linh có thể vươn lên một cách mạnh mẽ, tiếp tục phát triển, và ông Phan Thanh Hùng là một người phù hợp với Bình Dương. Ông Hùng đã để lại dấu ấn ở Hà Nội TVT và sau đó là Hoàng Linh. Với Bình Dương là đội bóng đang muốn tin dùng nhiều cầu thủ trẻ, thì tôi cho rằng ông Hùng là người phù hợp để mà đặt ra những mục tiêu cụ thể, cũng như là giúp lứa trẻ, gọi là trẻ thôi nhưng mà không còn quá trẻ nữa, tức là vài năm trước đây là trẻ, còn hiện nay là đang có một cái sức vươn, thì họ tiếp tục vươn cao hơn nữa. Trong lứa cầu thủ này thì Tiến Linh chính là cái chi đầu đàn, và tôi có để ý là vài mùa giải gần đây thì BKM Bình Dương cũng đã có những cái sâu sát để mà luôn luôn muốn có cách nào đấy Tiến Linh được đá nhiều, qua đó phát triển để trở thành tiền đạo cắm số 1 của Việt Nam. Trong cách chơi của Phan Thanh Hùng thì cũng luôn luôn đề cao vai trò của tiền đạo cắm. Thành ra tôi không nghi ngờ việc Tiến Linh có thể tiếp tục phát triển với ông Phan Thanh Hùng. Ông Hùng trước đây cũng là một trung phong to cao, chơi đầu tốt, cũng là một cái gì đó khá giống với cả Tiến Linh. Thành ra là tôi tin tưởng, rất hy vọng với ông Phan Thanh Hùng thì Bình Dương từ một đội bóng khó chơi, đội bóng ngổ ngáo, năm nay sẽ thành nội chiến của V-League, và một loạt cầu thủ do Bình Dương tự đào tạo sẽ có sự phát triển để mà thăng tiến theo thời gian. Câu hỏi thứ 8 của chương trình: Hoàng Heiji, chào chú Huy, theo như báo chí đưa tin thì huấn luyện viên Park Hang-seo nói tiền đạo đội tuyển hiện nay ngoài Công Phượng, Tiến Linh, Hà Đức Chinh không có ai đủ đẳng cấp để mà thay thế ba tiền đạo này. Ý của chú thế nào, và với tầm hiểu biết của chú thì chú có thể đưa ra một số cái tên có thể cạnh tranh với Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh ở đội tuyển không? Tôi nghĩ rằng là ông Park có lý của mình khi ông ấy nói như vậy. Đến điểm này thì rõ ràng là để cạnh tranh, để mà có được một cái bản lĩnh, có được cái phong độ như Công Phượng, như Tiến Linh, như Đức Chinh, cần phải có tích lũy. Và cầu thủ trẻ thì chúng ta có một số khuôn mặt tiềm năng, nhưng mà ông Park cũng chỉ ra là bất lợi khi ở các câu lạc bộ thì ngoại binh là chiếm gần hết các suất ở vị trí tiền đạo, bởi thế mà những tiền đạo trẻ khó có cơ hội để mà chúng ta có thể chen được vào và được sử dụng nhiều. Ông Park dường như cũng đưa ra những cái kêu gọi rằng là bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến những cái tài năng trẻ trên hàng công để mà sử dụng họ nhiều hơn. Tôi cho rằng là chúng ta thì gần đây đào tạo trẻ cơ bản là tốt, luôn luôn có những cầu thủ tấn công tiềm năng, nhưng mà đúng là để mà đạt được cái tầm cỡ như Hà Đức Chinh, như Công Phượng, như Tiến Linh thì ngoài cái tài năng xuất chúng còn phải khổ luyện, còn phải dạn dày nữa. Thì một số năm tới cũng hy vọng rằng là những người thuộc dạng tiềm năng chúng ta sẽ được sử dụng nhiều, sẽ dạn dày hơn để mà có những cái người thay thế. Thực ra thì cầu thủ trẻ người ta tiến bộ rất là nhanh, đôi khi chỉ là vài trận trong mùa giải được trao cơ hội là lên ngay, và khi đã lên rồi, họ lấy vị trí rồi thì không ai có thể gạt họ ra được nữa. Thì chúng ta hiện nay có những cầu thủ tầm vóc tốt, được đào tạo bài bản. Thành ra tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có được cái sức vươn rất là tốt. Như là tập trung gần đây của U22 cũng là một cái dịp bổ ích để tiền đạo trẻ có dịp cọ sát, rồi kể cả các trận đấu với đội tuyển nữa cũng giúp cho họ trưởng thành rất là nhiều. Hy vọng tại V-League hạng nhất chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều tiền đạo trẻ đưa vào sân để mà họ trưởng thành phục vụ cho SEA Games năm nay. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tam Ly: chào anh Huy, chúc anh sức khỏe.
để liên tục đồng hành cùng nó Việt Nam. Anh cho em hỏi là những người mà được thử nghiệm ở các trận đấu tuyển vừa qua, anh có yên tâm không? Anh đánh giá thế nào về Cao Văn Triển, về Tuấn Anh? Thực ra thì chúng ta biết rồi, năm 2020 đội tuyển không đá quốc tế, cuối năm mới tập trung, nhiều cầu thủ là sau một năm mới tập trung, thì rõ ràng là kể cả những con người dạn dày, nó vẫn có những cái độ bỡ ngỡ. Điều này rất dễ hiểu thôi, bởi vì V-League chưa diễn ra, cầu thủ chưa được làm nóng và lâu lâu mới tập trung với nhau, lại là một cái trận giao hữu thôi, hai trận giao hữu. Vì thế những cái gì đấy chúng ta cảm giác là không bằng trước thì nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà hãy yên tâm, chúng ta có một dàn cầu thủ đầy khát vọng, vẫn đang ở cái độ có sức vươn. Thành ra là những anh em trụ cột thì vẫn giữ được phong độ. Bên cạnh đó thì có những cái phát hiện rất là đáng mừng và tôi đánh giá rất cao Cao Văn Triển. Chúng ta vừa rồi thì thử nghiệm thêm cả sơ đồ 3-5-2, thay vì 3-4-3 thì dùng cả 3-5-2. Và Cao Văn Triển tôi cho rằng là một giải pháp ở một số trận đấu cụ thể nào đó, hoặc là một số thời điểm khi cần có một tiền vệ trụ thực sự, thì Cao Văn Triển là một lựa chọn để mà anh dọn dẹp trước phòng ngự. Đấy là cái cách tư duy của ông Park khi mà chúng ta có thể gặp một số đối thủ nào đấy, hoặc là một số thời điểm chúng ta cần đá như vậy. Với Tuấn Anh, bây giờ tôi vẫn yên tâm về cầu thủ này. Nếu như ông Park tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 thì nhiều khả năng Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng vẫn sẽ là bộ đôi đá với nhau ở giữa sân. Tôi cho rằng là Tuấn Anh vẫn là cầu thủ chuẩn mực, mọi chuyện đều rất là hoàn thiện để mà tiếp tục có một cái sức vươn. Tóm lại qua lời tôi dùng vừa rồi thì như chúng ta vẫn nói, tức là nó không nói lên nhiều ý nghĩa về hai trận giao hữu, nhưng mà tôi rất là yên tâm, tôi thấy được cái khát vọng, cái sự cạnh tranh để mà chúng ta có thể có những con người giúp cho đội tuyển làm mới, có thêm những sơ đồ chiến thuật và có thêm những phương án. Câu hỏi cuối cùng của chương trình, bạn Hưng Hào Hoa: con chào chú Huy, chú cho con hỏi là hậu vệ trái sau các lốt là Ashley Cole và Ebra, thì ngoài những cái tên này còn có ai là hậu vệ trái theo chú là xuất sắc của những năm cuối thập niên 2000? Thực ra đây là giai đoạn mà hậu vệ trái nhiều người xuất sắc. Sự thật là Carlos với tôi là một tượng đài. Carlos là cầu thủ mà có thể nhiều năm với có một hậu vệ trái hay như vậy, khả năng sút xa, đá phạt, lên công về thủ. Và nhiều khi tôi vẫn nói vui rằng là anh ta giống như một cục tẩy ấy, tức là rất là bền bỉ, lăn lộn và ít chấn thương lắm. Đây là cầu thủ quá đặc biệt. Carlos là số 1. Ashley Cole và Ebra cũng là cái mẫu lên công về thủ giống như Carlos. Ngoài ra có thể kể đến một số cái tên như là Shivu, Abidan, Capdevila, rồi Zambrotta, Van Bronckhorst. Đấy là những cái tên mà tôi đều đánh giá cao. Abidan là cầu thủ chọn vị trí rất là hay, cũng lên công về thủ, không phải là thể hiện quá ghê gớm về tốc độ nhưng mà bảo đảm một cái sự bền bỉ tốt. Capdevila cũng vậy, bám biên trái, anh ấy tạt rất là hay. Capdevila là thành viên của Tây Ban Nha, vô địch World Cup năm 2010. Cầu thủ Shivu, mặc dù giai đoạn đó đội tuyển Romania không có nhiều cơ hội để mà thi thố những trận đỉnh cao tại World Cup Euro, nhưng mà Shivu về câu lạc bộ thì luôn luôn đá tốt, cầu thủ đầu óc, kỹ thuật, đá hậu vệ biên cũng như là trung vệ đều hay. Rồi Zambrotta là người trong đội hình của Ý, vô địch năm 2006, anh đá hậu vệ phải, nhưng mà khi đá bên trái, Zambrotta cũng rất là tuyệt vời, tốc độ, quyết đoán, lên tấn công, khả năng phối hợp rất là hay. Ngoài ra thì tôi cũng thích Van Bronckhorst là một mũi tên ở bên cánh trái, anh ấy có thể băng lên, ghi bàn và làm một cầu thủ thiên về tấn công. Tóm lại là sau Carlos, Ebra, Ashley Cole thì với tôi là có 5 người: Abidan, Capdevila, Shivu, Van Bronckhorst và Zambrotta. Như vậy là thời lượng của Q&A số 47, số đầu tiên của năm mới đã khép lại. Một lần nữa xin kính chúc mọi người mọi sự như ý và đạt được những mong muốn của mình trong năm 2021. Hãy luôn ủng hộ và đồng hành với YouTube và fanpage của Blue Quang Huy. Xin chào và hẹn gặp lại.